Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì trong video lần này thì mình sẽ nói về cái chủ đề là cây mướp nha các bạn. Thì cũng như là các bạn đang xem thì thấy là cây mướp mình nó đang bị sâu giẻ bùa các bạn. Thì hôm nay thì mình sẵn là mình làm một cái clip, mình chia sẻ cũng như là góp ý cho các bạn nào mà đang xem kênh của mình á, được biết những loại thuốc mà trị sâu giẻ bùa mà nó tương đối là nó hiệu quả nha các bạn ha. Đây các bạn, nó bị sâu giẻ bùa mà nó dẻ tiêu cái lá luôn các bạn ơi. Thì ở trong cái trường hợp này thì mình nên phòng trước nha các bạn, và các bạn đừng để cái cây mướp mình nó bị như thế này nha các bạn ha. Thì mình xin chia sẻ cho các bạn một cái loại thuốc đó, đó là cái loại thuốc là Actara nha các bạn ha, 25WG. Thì cái loại thuốc này là nó thuộc cái dạng cớm nha mọi người, dạng cớm ha. Thì mình xịt trên cái cây mướp này các bạn, cũng như là các loại mà dây bò khác thì nó rất là hiệu quả. Tại vì những cái loại mà lá nhám các bạn, ví dụ như là cây bắp tây nè các bạn, rồi cây bầu, cây bí này nọ đó, cây mướp này nó thì nó cũng là chung một loại với cây này. Nói chung là nó thuộc loại lá nhám thì mình nên dùng những hoạt chất mà nó thuộc dạng cớm các bạn, có nghĩa là WG á. Thì ở đây mình chia sẻ cho bạn loại thuốc là Actara nha các bạn ha, Actara. Bạn có thể cộng thêm cái thằng rề ba thông nha các bạn, của công ty Syngenta, hoặc là thằng rề ba thông của công ty Đô Bông ha. Thì cái này nó thuộc dạng là nước nha các bạn, SC các bạn, SNL nó. Thì các bạn có thể tham khảo và mua ha, xài ha. Nhưng mà các bạn có thể là dùng những cái loại thuốc khác, nhưng mà nó điều kiện là nó phải là thuộc là dạng cớm nha mọi người ha. Dạng cớm á, cái ký hiệu của nó là WG nha các bạn, và các bạn là hạn chế, hầu như là không sử dụng được luôn các bạn. Đó là những cái loại thuốc mà nó có cái ký hiệu là EC các bạn, thì cái đó là nó thuộc dạng là nhũ dầu các bạn. Các bạn không nên xịt để trị bệnh sâu trên cây mướp cũng như là các loại dây bò khác nha các bạn, như ví dụ như là bầu bí nha các bạn ha. Vì cái tính chất nhũ dầu cao thì nó sẽ làm những cái dây mướp của bạn hoặc dây bầu dây bí của bạn thì nó sẽ bị cháy nha các bạn. Đó thì đó là một những nguyên nhân mà làm cho cái cây mướp mình các bạn nó bị vàng lá cũng như là nó cháy lá các bạn. Các bạn không nên xịt những cái loại thuốc mà nó có nhũ dầu cao, ví dụ như là cái gói thuốc là có 50 EC, 125 EC các bạn. Đó thì các bạn thấy chữ EC thì các bạn không nên dùng ha. Và các bạn hãy dùng những cái loại thuốc mà mình đề xuất cho bạn là có cái chữ là WG, là dạng nha các bạn ha. Đó, các bạn nên sử dụng cái dạng cớm nha các bạn, là WG. Còn dạng bột quá là WB thì bạn cũng sử dụng được nha các bạn. Vì mấy thằng này là nó cái tính thuốc nó mát các bạn, nó không có nóng. Đây các bạn, này nó dễ bùa, nó dễ tiêu mẹ cái lá luôn các bạn ơi. Đó. Thì hôm nay là chia sẻ, chủ yếu là chia sẻ nhanh cho các bạn về cái loại thuốc mà để đặc trị cái bệnh là sâu giẻ bùa ở trên cây mướp nha các bạn ha, và thậm chí là những cái loại dây bò khác. Nó còn có nhiều bạn hỏi bệnh nó bị sương mai thì nó mình trị sao, thì các bạn có thể sử dụng thằng riêng thằng Max Hero ha. Max Hero thôi là nó đủ về các bạn. Còn các bạn mà không có nữa thì các bạn có thể sử dụng những cái loại thuốc khác như là Alias các bạn, các bạn phòng cho nó. Alias thì nó chuyên về thối gốc đồng các bạn, phòng lở cổ rễ này nọ các bạn. Nó ở đây là vườn mướp của mình các bạn ha, trồng ở giáp lộ nha các bạn. Thì hiện tại là nó cũng đã thu hoạch được, và nói chung là nó cũng có trái. Ở này thì cái này là trồng chủ yếu là trồng bán chợ thôi các bạn, chứ không có kinh doanh gì nhiều nha các bạn ha. Rảnh rỗi thì trồng, sẵn thì chia sẻ cho các bạn luôn. Đó thì ngày hôm nay cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi đó. Thì bạn nào chưa like hãy like cho mình nha các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.